Chào các em, thầy còn một cái nick khối 8 nữa để không phí, đằng nào cũng thi qua cho vui, cho để luyện các em thôi, thầy thi thì đưa lên luôn. Rồi, các em nhớ đăng ký cái kênh phụ của thầy nha. Thầy nói đi nói lại hoài, lỡ cái kênh này nó đứt một cái là các em không có tìm được thầy, các em không có được học những bài giảng của thầy nữa đâu ha. Mà học những bài giảng của thầy thì các em biết rồi, khỏi phải tự khen nữa ha, các em sẽ được lợi rất nhiều. Bức tranh bí ẩn, hy vọng là gặp mấy câu lạ mới đi để mình luyện ha. Từ đây x sẽ bằng -4, -4 thế vô đây, -4 đem qua đây là -4, 15, 15 chia 3 được 5 thì y bằng 5, 5 nhân -4 là thành -20. Số cạnh của đa giác có 27 đường chéo, thì cái này ở nick trước thầy giải rồi ha, nhưng mà thầy không nhớ là nó bằng bao nhiêu. Các em quay lại cái nick trước các em coi đi nha, còn giờ thầy nhớ đại, lỡ sai thì cũng thông cảm thầy nha. Nếu thầy nhớ không lầm thì là số công thức, cái công thức tính số đường chéo sẽ là gì, là n nhân n trừ 3 đó bằng 27. Cái này trong khóa học V82 thầy dạy kỹ lắm rồi các em nhé, tất cả những loại công thức trong đa giác n cạnh đó, thầy dạy rồi ha. Và cách giải quyết luôn, hình như là bằng, không nhớ nổi, số đường chéo là n nhân n trừ 3 chia đôi ha. Như vậy là mình sẽ có là, các em trở lại nick trước đi, thầy nhớ không nổi. Rồi thầy dùng máy ra rồi, thì nó sẽ bằng là chín cạnh các em nhé. Rồi tìm hai số biết tổng và hiệu nè, tổng nó bằng này, hiệu bằng dài. Vậy m sẽ bằng gì? M sẽ bằng tổng cộng hiệu chia đôi, tức là 1125 cộng cho -5, tất cả chia đôi. Còn hiệu sẽ là n là số nhỏ, là tổng trừ hiệu chia đôi, 1125 trừ cho -5. Đó, kết quả bằng 1 kìa. Ủa, xin lỗi, sai rồi. 1125 cộng cho -5 rồi. 1125 trừ cho -5, kết quả bằng 112 phần 113. Câu hỏi số 4, cái này đã giải ở nick trước rồi ha, đáp án thì chịu quá, không nhớ nổi đâu. Tôi dùng kỹ thuật mà thầy đã dạy trong khóa học V81 và làm cho nhanh đi. Trừ phân số 4A trừ B trên 3A cộng 5 trừ cho phân số 3B trừ A 2B trừ 5. A bao nhiêu cũng được, B thì bằng A trừ 5. Cái kỹ thuật này thầy dạy kỹ ở trong khóa học V81 em nhé. Các em chưa học thì các em đăng ký đi, học phí đâu có bao nhiêu đâu, chủ yếu là lan tỏa kiến thức thôi. -2 ra -2. Còn thích biến đổi toán học cũng được, mà lâu lắm, nói trước á. Rồi các em nhẩm luôn nè, 2 phần 3 cộng 1 phần 3 là 1, 1 với 8 với 7 là 16, với lại dấu trừ nó là -16 ha. Bấm máy nó cũng ra rồi. Cái này nhân nhau bằng 0 thì x sẽ bằng 5, hoặc là x bình bằng 1, tức là x bằng cộng trừ 1. Vậy x bằng 5 hoặc là bằng 1 hoặc là trừ 1, vậy ta chọn x bằng 5, tại người ta đòi x lớn hơn 1 mà. Cái này giải ở nick trước rồi. Cái bên trái là cái này cộng này cộng này, tức là gấp 3 lần đó, gấp 3 lần 3 mũ n sẽ bằng 3 mũ 13. Mà gấp 3 lần 3 mũ n, tức là 3 nhân 3 mũ n lại vô tình là thành 3 mũ n cộng 1, thì là bằng 3 mũ 13. Như vậy là n cộng 1 bằng 13, tức là n bằng 12. Câu hỏi số 1, cái này rút gọn là ra x cộng y. X cộng y là 79, cộng 11 là ra 90 ha. Cái này, đây là bài toán mẫu ở trong khóa học V81 các em nhé. Đây là bài toán mẫu trong khóa học V81 luôn, các em thấy chưa?
Như vậy là ta dùng kỹ thuật trong khóa học V81 thầy giải nè. Dùng kỹ thuật trong khóa học V81 thầy giải nhanh ha. X mũ 2 cộng cho 3 y mũ 2 bằng 4 x y. X phải lớn hơn y và y lớn hơn 0. Rồi, thầy cho y lớn hơn 0 thì thích. Rồi, đã tìm ra x. Như vậy kết quả là sẽ là 2 1 x nè cộng 5 y nè trên x nè trừ cho 2 y nè. Thì kết quả bằng 11 kìa. Như vậy là tính bằng kỹ thuật thầy dạy trong khóa học V81 là các em mất chưa tới 1 phút là ra 11 rồi. Còn cái bài này nó biến đổi bằng toán học thì ta sẽ biến đổi như sau. Hơi bị đau khổ luôn. Nhưng mà cũng phải biết để sau này chúng ta tham gia đội tuyển học sinh giỏi toán lớp 8, rồi đi thi học sinh giỏi toán lớp 9, rồi thi trường chuyên, trường cấp 3 công lập mà mình không biết biến đổi toán học của bài này thì cũng chết không. X mũ 2 cộng cho 3 y mũ 2 bằng 4 x y. Thì thầy chuyển 4 x y qua bên trái là bằng 0. Rồi thầy đi phân tích hình nhân tử nha. Thầy sẽ phân tích cái vế trái hình nhân tử này. Cái này nó sẽ thành là trừ 4 y mũ 2. Vậy bên này chỉ còn lại là y mũ 2 thôi. À xin lỗi, trừ y mũ 2 cộng 4 y mũ 2 thì nó mới bằng như cũ chứ. Trừ 1 cộng 4 thì bằng dương 3 nè. Rồi tiếp tục phân tích nhân tử cái thứ nhất. Cái nhóm này thì nhóm lại thành nhóm này. Phân tích nhân tử ha. Thành x cộng y nhân cho x trừ y. Còn cái nhóm thứ hai thì rút 4 y ra ngoài. Ở trong sẽ còn y trừ x bằng 0. Rồi thầy rút, thầy biến đổi tiếp x trừ y với lại y trừ x nó chỏi nhau nè. Vậy thầy đổi y trừ x lại thành x trừ y. Vậy phải đổi cái dấu cộng trước nên dấu trừ. Tiếp tục là rút x trừ y ra làm nhân tử chủng, nhân tử chung ha. Ở trong sẽ còn là x cộng y trừ cho 4 y bằng 0. Tới đây các em suy ra là một trong hai cái này bằng 0, đúng không? Thì mình suy ra cái này bằng 0 này. Vì sao các em biết không? Vì x lớn y rồi. Em suy nghĩ đi coi tại sao x lớn y thì lại suy ra điều đó. Thì x lớn y rồi thì x trừ y làm sao mà bằng 0 được nữa. Cái này không bằng 0 thì nhường cái quyền bằng 0 cho thằng này, đúng không? Như vậy là x trừ 3 y sẽ bằng 0. Đó. X trừ 3 y bằng 0 thì x sẽ bằng 3 y. X bằng 3 y thì thầy thay thế. P phở sẽ bằng 2x cộng 5 y nè. Cái này là cái gốc của nó nè. X trừ 5 y. Xin lỗi, x trừ 2 y. 2x cộng 5 y. X thì thành 3 y. Vậy 2x sẽ thành 6 y. Chỗ này thành 6 y nè. X này sẽ thành 3 y nè. Thay thế vô thôi. Vậy kết quả sẽ bằng gì? Ở trên là 11 y. Còn ở dưới là 3 trừ 2 là thành 1 y. Vậy kết quả bằng 10, 11. Em thấy chưa? Đó, cách giải bằng toán học đó, đi thi cấp 3 đó, giải bằng tự luận biến đổi toán học đó. Còn nếu dùng kỹ thuật mà làm nhanh ở khóa học V81 thì ra lâu lắm rồi. Các em phải kết hợp hài hòa hai cái đó, không được chối bỏ cái nào ấy. Đi thi này mà cứ biến đổi, không biết thời gian đâu biến đổi, thành ra phải làm nhanh. Còn đi thi cấp 3 mà cứ làm nhanh kia không trình bày thì cũng chết. Hai cái đó các em phối hợp với nhau hài hòa, thầy dạy kỹ rồi nha. Còn đứa nào không tiếp thu nổi thì thầy thu thôi. Thầy chỉ dạy đến thế thôi. Còn hiểu nữa thì tại các em thôi chứ không phải tại thầy đâu ha. Con rắn. Bài này thầy dạy ở nít trước rồi nha. Như vậy là hình như là nó bằng 19%, giảm 19% để nhớ lại đó. A 1 phần 9 phần 10A 9 phần 10B
diện tích nhân với nhau là thành 81%. Như vậy là bị giảm 19%, đúng rồi. Con chuột hình chữ nhật, hình chữ nhật MNPQ, MN bằng 5, MN thì lớn hơn NP2, vậy NP là bằng 3. Trời ơi, cái này con nít làm cũng được. MN bằng 5, MN lớn hơn NP2, vậy NP bằng 3. 5 x 3 = 15. Tình cảm vậy. Cái này thì chọn này ha. Cái này làm hoài khỉ. Tổng số đo các góc ngoài 360. Đây là một bài toán mẫu các em nha. Đây là một bài toán mẫu luôn, ví dụ mẫu ở trong khóa học V82 mà thầy đã dạy ha. Đó, em nào học V82 rồi thì thấy ô trời sao mà trúng nhiều vậy ha. Trúng nhiều vậy, trúng nhiều câu vậy. Thì riêng kỹ thuật luyện viên bích là thầy đã quá nhuyễn rồi. Các em yên tâm, những khóa học của thầy sẽ rất là hữu hiệu. Sắp tới thầy sẽ ra V83 nữa ha. Các em có hứng thú thì tham gia, thầy chẳng ép ai cả nha. Và những khóa học của thầy là có nhiều bạn trên 60+ tỉnh thành tham gia rồi, đủ hết các tỉnh, không thiếu tỉnh nào. Rồi lại tam giác đều. Trong khóa học V82 thầy đã dạy rất kỹ về tam giác đều các em nha. Theo công thức tính diện tích tam giác đều thì nó sẽ bằng cạnh bình phương nhân căn 3 chia 4. Tức là 6 bình nhân căn 3 chia 4 em nha. 6 bình nhân căn 3 chia 4. 6 bình là 36, chia 4 là được 9. Đó. Như vậy diện tích sẽ bằng 9 căn 3. Hãy tham gia ngay khóa học V82. Nếu các em chưa học nên tham gia. Đừng có tiếc gì cả ha. Học phí chẳng có bao nhiêu đâu các em. Lan tỏa kiến thức là chính. Muốn tham gia khóa học, các em nhập vào trang web buồnnguyenluận.wordpress.com hoặc là các em lên trang Google, các em gõ Buồn Nguyên Luận ha. Không cần giấu là nó ra ngay cái trang đầu tiên luôn. Ha, vì trang này cũng khá nổi tiếng rồi cho nên là mình tìm kiếm nó nhanh, nó dễ lắm ha. Đó, vô đây. Rồi các em nhấp vô cái chỗ khai giảng các khóa luyện thi online nè. Thì đây nó có các khóa học mà thầy đã thiết kế. Sắp tới sẽ có V63, V73, V83, V93 để luyện cho vòng huyện, vòng tỉnh ha. Thì các em thích tham gia thì tham gia. Ở đây rất nhiều học sinh đã vào đây để mà học ha. Ở đây có 40+ nghìn học sinh đã vào. À thầy quên, các em đăng ký cái kênh phụ của thầy các em nhé. Đây kênh phụ của thầy đây. Các em nhấp vô trang chủ. Rồi nó ra cái địa chỉ kênh dự phòng này, các em nhấp vào đây. Thì nó sẽ dẫn tới một cái đường phụ. Kênh phụ. Rồi các em đăng ký kênh phụ này đi. Để lỡ cái kênh chính thức, tức là cái kênh mà các em đang coi cái video mà thầy đang nói nè, nó bị trục trặc, nó bị đứt, thì lúc đó các em không biết tìm thầy ở đâu hết. Thì nếu như các em có đăng ký ở bên này á thì thầy sẽ đăng video là các em nhận được liền. Những cái video của Vbit á, đăng cái các em nhận được. Còn nếu bây giờ các em không đăng ký thì mai mốt cái kênh chính thức nó đứt thì các em tìm cái kênh phụ này tìm không ra đâu. Kênh phụ này nó chưa nổi tiếng mà. Tìm nó giống như là tìm một cái giọt nước ở trong đại dương internet bao la, các em tìm không ra đâu. Còn cái kênh chính thức các em đang coi thì nó cũng khá nổi tiếng rồi cho nên là tìm nó dễ ha. Con heo. Cái này làm hoài ở hai nít trước rồi. Nghiệm của đa thức chia là âm 1 thế cho đây là kết quả sẽ ra dư 1 các em nha. Con rồng. Cái này hình như ra 1 nếu thầy nhớ không lầm. Thử luôn. 1 ở đây sẽ ra -4. -4 bên này là ra 0. -4 -8 là -12. Đúng luôn, 1. Con chó. Này K bằng 7, ở nít trước thì giải rồi ha. Các em lấy K bằng 7 thì nhân vô 6003 là nó sẽ ra số chính phương á. Đây nè, 6003 nhân cho 7 là số này, các em lấy căn của nó. Căn của nó là ra kết quả đẹp nè. Như vậy chứng tỏ nó là số chính phương ha. Con gà. Cái này nít trước thầy giải rồi ha. Nít trước thầy giải rất kỹ càng rồi. Hình như nếu không lầm là ra -2. Nhưng không biết thầy có nhớ lộn không.
một cái là x bằng 0 nè. Sau khi các em rút x ra làm nhân tử chung thì nó còn lại là x mũ 3 cộng cho 2x mũ 2 rồi trừ cho x và trừ cho 2. Đó, x bằng 0 hoặc là cái này bằng 0. Thì muốn giải cái bài toán tìm x này thì các em dùng kỹ thuật trong khoa học V81 là giải phương trình bậc 3 ha. Thì các em sẽ giải ra một x bằng 1 trừ 1 và trừ 2. Thì kết quả nè, x sẽ là 1 trừ 1 trừ 2 và 0. Rồi các em cộng các cái số đó lại thì nó sẽ ra trừ 2 đúng luôn ha. Con mèo này thay vô thôi, người ta cho công thức rồi. Cái này là tổng của n số chín phương đầu tiên nè, n đổi thành 10 thì thế ở đây tính thôi. N thành 10 như vậy trên tử sẽ là 10 x 11 nhân cho 2 x 10 cộng 1 là nhân 21 và chia cho 6 385 nha. Đề dễ quá ha. Em cuối cùng gặp toàn đề dễ không à, đi thi gặp đề khó không? Tội các em ha. Nhưng mà hai nít trước là thầy cũng giải đề khó nhiều rồi. Các em trở lại hai nít trước các em xem ha. Rồi, hình vuông cạnh 5 thì diện tích là 5 x 5 là 25. Cái này là 4x trừ 1 sẽ bằng 15. Cái này nít trước giải rồi, 4x trừ 1 bằng 15, vậy 4x sẽ bằng 16, vậy x sẽ bằng 4. Các em quay lại nít trước các em coi, thầy không có giảng nhiều, nó mất thời gian. Bài lạ thì thầy giảng. Số góc của số đo một góc của cái đa giác 6 cạnh là 120. Tất cả những kỹ thuật về đa giác n cạnh rồi đa giác đều n cạnh thầy đã dạy trong V82. Các em đăng ký gấp nếu chưa ha. Tổng số đo các góc trong của một lục giác là hình 6 cạnh đó. Thì các em lấy 4 nhân cho 180 là nó bằng 720 các em. 720. Công thức này có trong khoa học V82 nha. Ở đây thầy không có tiện giải thích nhiều, thời gian đâu ra mà nhiều. Rồi, cho tam giác ABC vuông ở A. Vẽ hình coi. Cho tam giác vuông. Đây, thầy có tam giác vuông. Có tên là ABC. ABC. Cạnh bên này bằng 5, cạnh bên này bằng 12. Hãy vẽ hình vuông BCMN. Dễ bàn dễ. Muốn tính diện tích của cái hình vuông này nè thì các em tính cạnh của nó, mà cạnh của nó là BC. BC các em dùng Pythagore trong tam giác ABC nè. Dùng Pythagore trong tam giác này thì lấy 5 mũ 2 cộng 12 mũ 2 rồi lấy căn thôi. 5 mũ 2 nè cộng 12 mũ 2 nè thì bằng 169, rồi lấy căn của kết quả đó là bằng 13. Vậy cạnh BC bằng 13 thì diện tích hình vuông này sẽ là 13 mũ 2, tức là bằng 169 đó. Rồi, cái này dễ các em. Cái này thì nếu thích thì các em biến đổi ha. Biến đổi toán học. Nếu đi thi á, nếu dùng kỹ thuật trong khóa học, nếu dùng kỹ thuật trong khóa học V81 thì xong lâu rồi. Nó sẽ bằng 1, nhẩm luôn ra 1 luôn. Còn nếu là làm toán đi thi, biến đổi thì không chơi lụi được, phải không? Điểm đó ta sẽ làm như thế nào nhỉ?
và ta sẽ làm như thế nào. Lúc đó các em sẽ biến đổi như sau: e bằng x mũ 3 trừ y mũ 3 trừ 3xy nhân cho x trừ y. Cái này nó vẫn không thay đổi gì cả, bởi vì x trừ y bằng 1 mà, đúng không? Cái này em nào học trong đội tuyển học sinh giỏi sẽ thấy nó bằng. Ở cái này em nào học trong đội tuyển học sinh giỏi thì thấy cái này nó sẽ thành hàng lẫn thức số 5 á. Nó sẽ thành x trừ y tất cả mũ 3. Không tin các em thử đi, em phá ra đi. Phá ra nó sẽ là ở trên lớp là mình học là x mũ 3 trừ 3 x bình y cộng 3 x y bình rồi trừ y mũ 3, đúng không? Thì hai hàng giữa nhóm lại rồi rút nguyên tử chung là ra này nè. Còn này là cái đầu với cái đuôi nè. Đó, ở đi thi học sinh giỏi thì mình hay dùng hàng đẳng thức này. Bằng này, à, x trừ y tất cả mũ 3 thì bằng cái này. Còn ở trên lớp thì mình là x trừ y mũ 3 là thường thường mình làm theo kiểu học sinh ở lớp là x mũ 3 trừ 3 x bình y cộng 3 x y bình trừ 3 y mũ 3 ha. Còn đi thi học sinh giỏi thì các em nhớ công thức này. Vậy nó sẽ bằng 1 mũ 3 và bằng 1 luôn. Rồi, cái này ở nick trước thầy giải rồi nha. Các em quay lại nick trước đi. Quay lại nick trước đi coi thầy giải làm sao ha. Còn bây giờ thầy dùng kỹ thuật trong khóa học V81 thầy làm nhanh luôn, chứ khỏi biến đổi toán học nữa. Biến đổi toán học thì ở nick số trước đó, thầy giải rồi. Các em quay lại coi. Rồi, kết quả sẽ bằng âm 16 em. Cái này thì dễ mà. Cái này ở nick trước thầy cũng giải rồi. Cái này là bên trái nó ra cái gì? Bên trái nó ra x trừ y, x trừ 3 tất cả mũ 2. Còn bên phải là ra 12 mũ 2. Vậy ta suy ra có hai tình huống xảy ra. Thứ nhất là x trừ 3 nó bằng 12. Thứ hai là x trừ 3 nó bằng âm 12. Đều được. Vậy một cái là x bằng 15, một cái là x bằng trừ 9. Vậy ta chọn x bằng 15, bởi vì người ta đòi x dương mà. Rồi, cái gì đây? Thử vẽ hình nha. Vẽ hình kìa. Rồi, thầy vẽ hình. Hình vuông ABCD. Thầy giấu cái giữa đi cho nó đỡ rối mắt. Rồi, đưa lên trên. Hình vuông nè. A, B, C, D. Lấy một điểm X trên cạnh BC. Điểm này đặt tên là X. CD bằng 8. Như vậy cạnh bằng 8 nha. AX bằng 17. Còn DX đó là bằng 10. CD bằng 8 nè. AX là bằng 17 nè. Này chắc dùng Pythagore. DX bằng 10. Đúng luôn. Tính diện tích tam giác ADC. Diện tích tam giác ADC là nửa hình vuông các em. Diện tích tam giác là ADC là một nửa hình vuông, đúng luôn. ADC là nửa hình vuông. Vậy tính, ủa sao người ta hỏi kỳ cục vậy? Cho hình chữ nhật ABCD, à, hình chữ nhật mà thầy lại vẽ hình vuông kỳ cục là đúng rồi. Thầy đi vẽ hình vuông. À, xin lỗi các em nha. Rồi, thầy đi vẽ hình chữ nhật mình đi vẽ hình vuông.
coi như tự mình phỉ ra giả thiết ha. Mình vẽ lại, không có vấn đề gì cả, lấy điểm này sẵn luôn, nối sẵn luôn. Rồi, tên A, B, C, D, X. Rồi CD thì bằng 8. Đây bằng 8. AC, AX thì bằng 17. DX thì bằng 10. Đó. Bây giờ các em muốn tính diện tích của tam giác ADC là một nửa của hình chữ nhật đó, thì các em tính diện tích hình chữ nhật chia đôi, vậy mình tính AD nữa là xong. Cạnh cạnh một cạnh của hình chữ nhật đã biết nhân nhau là nhân với cạnh kia chia đôi là ra ha. Vậy tính AD. Giờ số 8 này nè, các em B lên này được rồi đó. Rồi dùng Pythagore, hai cạnh đối hình chữ nhật thì bằng nhau bằng 8, đúng rồi, dùng Pythagore thì các em sẽ tính ra BX. BX sẽ bằng 15. BX bằng 15 nha. Không tin cứ thử đi. Lấy 17 mũ 2 trừ cho 8 mũ 2 nha. Rồi lấy căn, vậy ra 15. Vậy ra 15 nha. Còn tương tự dùng Pythagore ở tam giác XCD thì đây 10 đây 8 thì các em tính ra đây bằng 6 nè. Ở đây bằng 6 ha. Rồi XC bằng 6, còn BX bằng 15, vậy cộng lại sẽ bằng 21. Thì cái hình này không được hợp lý lắm đúng không em? Hình số liệu không được hợp lý, như thế này mới hợp lý này nó. Đó. Đây 8, đây 10, đây 17, đây 6. Đây 15, hợp lý không? Rồi 15 với 6 là 21. 21 nhân 8 rồi chia đôi. Hình chữ nhật chia đôi, 21 nhân 8 chia đôi là bằng 84 ha. 84 kìa. Cho tam giác, các em vẽ hình đi. Cho tam giác ABC vuông tại A. Cạnh góc vuông AB bằng 5, cạnh AC bằng 12. Dùng định lý Pythagore, các em tính BC ra bằng 13 luôn. Từ chân đường trung tuyến AM, tức là từ trung điểm của BC đó, các em kẻ ME vuông góc với AB, MF vuông góc AC, thì ra AMF. Ồ dễ, các em vẽ hình đi, bài này dễ thôi, không cần vẽ hình đâu. Các em vẽ xong cái hình đó, từ chân đường trung tuyến AM, tức là từ trung điểm M của BC đó các em, thì các em vẽ hai đường vuông góc lên, nó chính là hai cái đường trung bình đó. Hai đường trung bình thì một đường sẽ bằng nửa của 12, tức là bằng 6. Một đường bằng nửa của 5, tức là 2,5. Rồi các em lấy hai cái đó nhân nhau để ra cái hình chữ nhật, ra diện tích hình chữ nhật AE MF ha. 6 nhân 25. Xin lỗi, 6 nhân 2,5 bằng 15 nha. Ngẫm nghĩ lời thầy giảng và làm theo là các em sẽ đúng. Ủa cho hết rồi. Rồi tạm biệt các em. Đăng ký các khóa học và đăng ký kênh dự phòng. Đăng ký kênh dự phòng ngay đi các em nhé. Không thôi là đứt kênh chính, là các em sẽ không có tìm được thầy nữa đâu ha. Các em sẽ không còn được học những cái video của thầy nữa. Tìm thầy lúc đó khó lắm, không tìm được đâu. Rồi bye bye các em. Trang web của thầy buồnnguyenluận.wordpress.com ha.